Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba tựa da vuông chân trắng bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế này thì các bạn có thể dùng trong ghế quầy ba này, ghế livestream này, ghế chụp hình này, ghế make up chuyên nghiệp cũng rất chi là ok nhá. Có thể xoay được 360 độ các bạn ạ. Và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhá. Đệm ghế ngồi cũng khá chi là êm, tựa lưng cũng đây vừa phải nhá mọi người nhá. Đây mình quay ngay cho các bạn xem. Cũng gọi là dòng ghế nhỏ gọn tiện lợi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Dòng ghế này có thể chịu được sức nặng lên đến 200 cân đấy mọi người nhé. Màu này nữa là những màu mới. Ngoài những màu này mình ra thì mình có thêm 3 màu nữa, tổng mình có 7 màu cho các bạn lựa chọn nhé. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhé. Mặt ghế thì là chất liệu bọc da mọi người ạ, dễ dàng lau chùi khi bận này. Từng đường kim này, mũi chỉ này, các bạn để ý độ hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhé. Tựa lưng cũng ok nhé. Đây, mình quay mặt sau cho các bạn xem. Chân của ghế này là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng, hàng nhập khẩu rất chi là bóng và đẹp. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Thôi mình chỉ giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.